hết giai đoạn hẹn hò rồi. Mình tới giai đoạn sống thử, cho nên là chương trình sẽ bắt gọi là vợ chồng. Thì anh thích gọi là vợ chồng hay là về bây giờ mình đang ở miền Tây sông nước đi. Này có sông, có nước, có mưa này. Anh miền Tây người ta gọi là gì nhỉ? Mình ơi thì mình muốn gọi sao tôi gọi mình vậy? Tôi với mình đi cho nó hợp với bối cảnh ha. Hồi nay hôm nay thì chúng ta sẽ có một buổi sống thử ở một mô hình vườn ao chuồng tự cung tự cấp. Nhưng mà tôi nói mình nghe nè, hồi đó giờ mình có từng sống ở khu vực miền Tây dưới quê vậy chưa? Thì lâu lâu về quê lần thì cũng đâu phải làm gì đâu, trốn trong nhà không à, ban ngày nóng trốn trong nhà xong rồi buổi tối thì ra ngoài ngồi chơi với mọi người cho mát. Đây là nhà tôi hay nhà mình? Nhà chúng ta, nhà có hai đứa. Giờ mình sẽ đi nhóm lửa hả? Tôi đã chuẩn bị cho mình một cái này là hả? Sầu riêng em biết. Nếu bây giờ mà mình gọi đây là trái sầu riêng thì là kiến thức của mình tệ lắm biết, nha biết. Đây là trái mít nha mình. Ê, mít chắc à mình ơi. Nhìn ngon ha. Đúng rồi. To ha. To ha. Nãy kêu dừa. Chủ rồi. Nào là tới đó. Ấy lộn, chủ nào là trái đó. Chủ nuôi rất là tốt, to. Nãy tôi kêu chắc. Tôi đòi uống dừa mình không cho tôi uống. Bây giờ mình bổ trái mít cho tôi ăn đi. Bổ mít ăn đúng không? Ừ. Mình đi tham quan tiếp đi. Sao dạ? Đi đi. Ủa cho đi thăm con mà không cho ăn uống gì hết nhỉ? Để mai chín. Tao giờ ngồi uống miếng nước đi nè, nói chuyện chơi cái coi. Nước gì vậy, trà đá đúng không mình? Vợ chồng nha mà, cứ đi vòng vòng mà ngồi nói chuyện đi. Đấy. Dạ, yeah, là cả rồi, đau chân quá. Đó, ở dưới là phải có cái này nè, bỏ vô cái ấm này nè. Mình có cụm ly không ta? Vô luôn. Vô. Lớp trẻ mà phải khác tí. Vừa miệng, khá là vừa miệng. Mà nói trước nha, sống vợ chồng ở dưới quê là nó sẽ không có giống ở Sài Gòn đâu nha. Khác lắm á, tôi nói cho mình biết ha, là ở đây là sáng dậy sớm nè, là phải hả cho gà, cho heo ăn rồi phải quét sân. Với lại ở đây cũng không có máy lạnh nha, chỉ có là gió trời nè, thấy không? Và xong rồi nấu ăn là cũng phải tự nấu bằng củi, không có bếp ga, không có bếp điện, bếp từ gì đâu nha. Xong rồi á, nhiều khi tiếp là mọi thứ đều rất là tự nhiên. Mình cho tôi hỏi tại sao mình không sống thử một cuộc sống ở trên thành phố mà có máy lạnh, mình lại chui về quê mình sống thử. Đâu, thật ra có, tôi thấy có rất nhiều trường hợp mà sống thử mà ở dưới quê, dưới đồng, dưới ruộng á, kiểu như nó có một cái cảm giác lạ, với lại mình thử thách nhau. Giống như có thích thử thách. Ừ, biết ca sĩ Lee Hyorin không? Biết. Đó, bỏ hết mọi thứ về dưới quê chăn rau, chăn nuôi thú rồi hả, trồng rau đó, không có ai luôn. Nói chung thật ra 100% kiến giải. Trời ơi coi. Trời ơi coi. Nãy ở đây có kiến đỏ hơi to nè. Đó, đây là một điển hình về dưới quê sống, mình thấy không? Tôi không có sợ kiến cắn. Thịt cũng tụi tôi rất là ngon nha vợ. Thịt tôi ngon lắm vợ ơi. Đó, nên là ở quê nhiều mà họ sợ kiến như vậy là không được nha. Nhưng mà thực sự là phải về dưới đây mà thử cái cảm giác mà thức đêm để đi đợi bè vô bắt cá, thức là tới 4 giờ sáng đi bè vô lấy cá bán cá, rồi hả đi bắt giun để câu cá, rồi ấy gà, rồi bỏ nguyên con gà vô đống lửa luôn. Nói chung là từng làm rồi, từng làm hết rồi, từ okay. Cũng hồi cấp 1, cấp 2 cầu cá cha nè. Cầu cá cha. Cầu cá cha là gì? Cầu cá cha là một đặc sản ở miền Tây. Cầu cá tra là gì? Cầu cá tra có nghĩa là cái ao đó nuôi cá tra để bán, để kinh doanh hoặc để ăn, đúng không? Thì có một cái cầu, đó là cái cầu không, cái cầu là cái cầu kiểu ui da, trời thịt ngon quá nữa nè. 40 cây như vậy ha, xong mình ngồi lên như nè, đó xong ngồi lên như vậy. Giống đi toilet. Đúng, đó là cái cầu, là cầu tiêu á. Chứ không phải là cầu dừa. Xong sẽ có bốn tấm dán này, bốn miếng gỏi, bốn cái lá mít, lá me gì không biết. Chung quanh con gì ô hết hồn. Đó, xong mà ngồi đó chúng ta sẽ làm hành động nhỏ nhỏ, bẩm 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 khi ghê quá mà nó ăn luôn, mất hút luôn, chưa rớt xuống mặt nó là mất hút luôn. Xong rồi mình có lấy cá đấy lên ăn nữa không? Có chứ, mình bán đó. Ủa nhưng mà như vậy được hả? Cá tra không, nhưng thực ra là gì nè, ở dưới miền Tây á, là tôi nói cho mình nghe là họ nuôi cá tra xong rồi là sẽ kiểu trước khi họ đem bán sẽ có khoảng một khoảng thời gian nhất định họ không ngưng cho ăn cái đó. Bao lâu?
chắc cũng tầm không nhớ rõ, nhưng mà để cho nó xả ra hết bình thường mà. Nhưng bây giờ ví dụ là tôi mua mình ăn đi. Hả? Cá tra rất là to, nhìn rất là ngon lành, nhưng mà sau khi mình biết sự thật này là mình còn muốn ăn không? Thật ra cả cuộc đời ăn rồi. Ăn giờ, rồi. Bây giờ mới biết thì cũng muộn rồi. Nhiều khi tôi nói là mình ăn rồi mình không biết đó. Có khi là thế. Nhưng mà bây giờ người ta có cách rồi, ta không có còn nuôi kiểu đó, xưa là xưa thôi. Leo qua. À. Anh qua trước đi, anh đỡ em. Đi. Thực ra cũng không cần quay đâu. Ừ. Cái qua cầu này là cầu ván à? Cầu ván thôi. Đây sẽ mình đi đâu? Đi. Mình đi đâu hả chồng? Mình đi hái củ sắn giờ ơi. Đâu vậy? Sắn là cái này hả? Không biết. Ủa, anh không biết rồi. Không, chưa thấy biết củ sắn là cái. Cái cây này là cây khoai mì đúng không anh? Đúng rồi, bây giờ mình giật cái cây lên xong mình nó chặt, lấy cái này mình chặt. Ủa vậy cái chắc cây ra. Chắc ăn chặt đi. Thôi lấy cây nhỏ đi, cái cây này đừng để cây lớn lại. Lấy cây nhỏ trước đi. Cái này hả? Cái này được không? Được. Nhỏ nhất chưa? Nhỏ rồi. Thôi từ từ. Từ vợ chồng người tay này. Ở đó gãy cây kìa, có sao không? Sao? Ô, đây ơi. Đấy. Nhưng mà đâu, củ đâu? Đó, củ nè. Như củ gà đốt vậy. Ừ, đây. Ôi. Sao? Đó. Nè. Bây giờ mình chặt. Về làm vợ cho đàng hoàng nha. Bỏ. Anh mình tính cầu. Em có bây giờ. Bây giờ mình từ từ nói anh. Vợ có nghe câu là dạy vợ từ lúc mang sơ mới về không? Nhưng mà mình đâu. Trời ơi. Mình chặt chứ mình đâu có cưa, mình đâu anh. Mạnh mẽ lên anh, đàn ông lên. Ôi. Anh phải chặt cùng một đó, thấy chưa? Ok. Giờ bỏ vô đây. Trắng trắng hay là khoai mì này? Khoai mì về mình ấy. Em đạp lên cái. À, trời. Ôi. Ôi. Đâu là đất đâu? Ôi. Ôi, đây mấy củ lại đây sao? Ừ. Đây. Ôi. Trời đất. Trời, bên này bẻ là ra luôn á. Chín rồi. Chín rồi. Anh bẻ được quả kia không? Anh bẻ được quả kia không? Củ kia. Em thấy không? Củ kia. Nhà của anh, cái gì nó cũng giống anh hết. To. Rất bự. Sao anh không nói về cái trái bé bé mà nói đi cái gì to anh nhận là của anh nhỉ? Trái bé là của hàng xóm em. Trái này là của anh. Đó, chỗ nhìn đảo ha. Cái này luộc lên ăn bá cháy luôn á. Chắc mình không ăn hết đâu. Ủa có cái cành nhỏ nhỏ trên xinh xinh kìa. Cái này là của anh đúng không? Cái gì? Cái này nè. Cái này bậy bạ cưng nè. Tạc thử đi, phải tạc thử nè. Em đây nói này, thật là em xưa rồi em cầm dao không chắc lắm. Ra dịnh chưa? Không, em phải nói là em cầm dao không chắc lắm. Thì cho em gì nhờ? Cam cho em của em ăn mà em đã gọt trúng tay. Nên là cái tô cam đấy hơi chung mới bị nóng một tí. Bây giờ em cầm hai tay. Rồi đây nè, dẹp đây nè. Rồi. Giữ đây nha. Anh phải giữ chứ. Rồi. Anh phải giữ cái cây này. Rồi, này. Anh giữ rồi. Okay. Anh giữ rồi. Ê, lỡ rồi. Thôi được rồi. Chết, nhặt hộ em ơi. Cưới một bé vợ về không làm được một cái gì. Từ từ sẽ quen. Vô cái thùng cũng không được nữa. Ủa, coi chịu nổi không hả? Cái nhỏ nhỏ á. Không, chắc nó chưa ấy. Vậy chắc thôi hả? Ừ, thôi. Đây, cầu cá cha. Là cái mà vừa nãy anh nói đúng không? Đây, để tạm đi. Nghe đây. Anh thị phạm luôn hả? Không, nghĩ sao. Đây, xin giới thiệu với em. Nó cao quá vậy. Đây là không làm nó thấp để lúc nó rơi nó không có bì. Trời thấp đứng ngoài nhìn vô thấy sao? Đấy cao. Đó, khi mà em ngồi đây. Em sẽ ngồi, thí dụ em ngồi trong cách này, đó. Em sẽ ngồi như vậy. Mình phải vào trong kia mà đúng không? Đúng rồi, đấy em ngồi vậy nha. À. Ngồi xổm. Chỉ cần em ngồi xuống thôi là sẽ có rất nhiều khán giả đến xem em. Anh thầy luôn nha em. Mặt nước chứ đủ mất nước là nó mất hết luôn. Để thử show anh. Thử tiêu. Bây giờ em thử đi. Em chỉ muốn coi là cái chỗ ngồi nó như thế nào thôi. Đây. À nó sẽ là hai cái nói. Ừ, sẽ là hai cái thanh. Em nhớ cái bồn cầu hồi xưa trong toilet mà phải ngồi không? Squat thôi đúng không? Đúng rồi, bồn cầu. Trời ơi, bồn cầu squat. Bây giờ mình nhóm lửa nha. Mình nhóm lửa. Nhưng mà vẫn phải nhóm lửa vì đây là cách nấu ăn. Hôi ra nhỉ. Ôi, lâu lắm rồi em không về quê mà kiểu nấu bếp như thế này ấy. Thế này thì bây giờ mình luộc cái nhịp. Để anh đặt nồi lên. Nóng. Bà Will làm đen. Các mọi người ơi, mọi người có thấy cái cảnh vừa rồi không? Bà Will đảm đang. Đặt cái nồi lên từ khi nào? Đặt cái bụng. Không, tại lửa lớn quá nó phỏng tay anh buông ra hiểu không?
Anh phải biết trước, anh mà đảm đang là anh biết trước là nó nóng rồi anh vùng quay củi anh. Em chửi anh, anh khóc luôn. Anh khóc là em khóc là ai đó. Thấm mà thấm nhiều. Nó phản đối kìa. Cái... nó thấm vô cái củ khoai ăn nó mềm mềm béo béo ngon ngon. Nhóm lửa à, mặc dù nãy giờ cũng không phải là tự tay nhóm lửa luộc khoai như thế này nên chắc chắn là cái khoai mà mình tự nhóm lửa nó sẽ ngon hơn bình thường. À không đâu em, đôi khi sẽ mình tự nhóm nó sẽ không ngon lắm đâu. Không, nhưng mà nó là mồ hôi công sức của mình, em phải nghĩ là nó ngon hơn chứ, tại sao nó bị hướng em ngoài vậy? Tôi kỳ vậy, đi qua đây ngồi. Em không biết. Rồi ngồi đây đi, ngồi đây tôi. Ok, ngồi đây an toàn. Được, rồi. Lát nữa đâu với cửa nghe tôi. Rồi, đã. Thấy không? Mọi người ơi, hai vợ chồng đảm đang nhóm lửa nấu khoai mì ngồi tít được ngày. Rồi, xong. Ngày hôm nay thì nói chung là qua bao nhiêu cái bây giờ mình mới phát hiện được điểm tốt nhất của Will, đó là Will biết massage rất là chuyên nghiệp, bởi vì Will là một con người mà rất là hay đi massage và học được rất là nhiều kỹ năng massage. Cho nên là bây giờ là ai mà cưới Will về làm chồng là sẽ được massage ở chỗ nào hơi mỏi. Đâu đó. Xích lên tí, xích lên tí. Đây, 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 đây. Cái khăn này quấn ở phía sau xiết lại được luôn á. Đó. Thấy mọi người không, phải không? Vợ chồng là phải biết giỡn mới vui chứ hả, kiểu nhẹ nhẹ ôm nhau hung hoài cũng chán. Thôi chứ đừng có thiệt nha. Chứ đừng có thiệt nha. Ô cái dừa anh chặt mà nó không đứt luôn em ơi. Anh khoan lại. Sao anh chặt được cái dừa mình? Đó, nó nâng, nâng, nó nhỏ ra rồi kìa. Các bạn ạ, vợ chồng này không sống ở quê ở đâu, mình nói thật. Vâng, sau đây là cảnh làm bếp của bà Will Vlog. Chặt cảnh bà Will. Múa. Đây là ghi lễ bỏ nước dừa vào trong nồi khoai mì để cho khoai mì có thể luộc được. Bỏ nước dừa mình là mình phải không bỏ được nước dừa. Đây, không, từ nãy giờ là anh đang diễn một cái vũ điệu với miền Tây. Mình phải nhảy xung quanh và mình đổ nước dừa vào thì cái khoai mì này mới ngon. Cái vũ điệu này là cái vũ điệu mà mình cảm ơn lại ông thần dừa. Em thử em làm đi. Không. Em bây giờ em đói lắm rồi, em không còn sức lực nào đâu. Bây giờ em nhường hết cho anh. Rồi hết rồi. Không phải thêm nữa kìa. Không đủ đâu. Còn một tí uống nốt đi phí. Trời cũng phỏng mắt luôn. Ôi anh đừng khóc mọi người, em biết là anh cố gắng lắm rồi, ngày hôm nay cố gắng như thế là được rồi. Anh không cần phải khóc đâu. Có con vợ được ghê, đứng cặm cây. Làm gì trời. Bây giờ mình chờ là lúc nữa là có khoai để ăn rồi. Cảm động quá. Chờ lúc. Thật sự luôn á. Hai vợ chồng ở trên thành phố cái bỏ mọi thứ gì đây á. Đúng rồi. Để sống một cuộc sống thế này. Sao bây giờ em có hối hận khi về quê sống không em? Em thấy nóng thôi chứ em không thấy hối hận. Mới sớm mới có ngày. Anh nghĩ về dưới đây cũng được em ha. Mình em sống cái kiểu mà ở trên thành phố em không bao giờ mà em mình có khả năng sinh tồn cao. Em biết không? Đối diện em nghĩ, với em nghĩ khó khăn. Mình không có ai dạy mà mình sống sót được. Đúng. Thế là cũng được, tạm được rồi. Mình sẽ có một sự sinh tồn khủng khiếp. Mình sẽ có kỹ năng tốt hơn. Đây mọi người sẽ mình có sự sinh tồn. Skill level 1. Đúng rồi. Mình phải luyện skill lên. Đúng. Kiểu như là hả sống với hả khổ cực, chui vào lửa, kiểu vậy đó. Tắm ngoài ruộng. Đi cầu cách ra, đi cầu cách ra. Đi băng. Cái này bị hơi nâu nâu của sao không nhỉ? Sao bị khen tí à? À, mời không? Mình có vừa hết không? Nóng, nóng nhiều hơn là mệt. Tại mình có làm cái gì mấy đâu. Thì không gọi là mệt. Sao nó lại mặn được nhỉ? Cái này á, luộc đúng lắm. Nhưng phải bớt cho thành nhỏ nhỏ mình mềm. Đâu, em ăn bình thường toàn nhiên đâu, hả? Đâu, có lại nhỏ nhỏ nữa. Mọt ngọt nhỏ nhỏ biết là cho nó được. Cái này mình bỏ muối đậu quá, xong rồi thêm tí đường á. Chấm đường nữa. Mà mặn ngọt ngọt, ngon lắm, ở Sài Gòn hay chấm nhẹ. Nói chung là chơi với nhau một hồi là cũng thấy hợp gu ăn uống. Ừ. Cũng lên. Thì trong giai đoạn nếu mà đã đang tìm hiểu nhau như thế này thì mình rất thoải mái. Bởi giai đoạn tìm hiểu là giai đoạn rất là thích
đã lắm. Chu cũng khá sâu sắc trong chuyện tình cảm, tức là Chu sẽ là người để ý rất nhiều tiểu tiết, chi tiết từ người con trai mà mình đang tìm hiểu hoặc đang quen. Nên là nếu như là một người con trai nào đó hơi thờ ơ và hơi kiểu không chú tâm vào những cái chi tiểu tiết nhỏ thì có thể dễ làm Chu bị không vui. Cũng có những cái khá là đáng yêu, cũng có những cái rất là chân thành nè. Đấy là những gì mình cảm thấy. Và thực ra là Will bình thường ở ngoài hay giỡn với mọi người thế thôi, nhưng mà bên trong là một người mà gọi là suy nghĩ cũng khá là nhiều và sâu sắc. Cũng không phải là lúc nào cũng chỉ là được biết đùa không vậy thôi, mà cũng có những cái góc gọi là khá là deep của anh Will. Ở thời điểm hiện tại thì Will nghĩ là Jun rất là phù hợp với cái chuẩn mực mà Will lúc nào cũng nghĩ tới trong đầu. Tại vì tức là mình biết là cái hoàn cảnh của hai người, chỉ là anh em bạn bè, nên là mình có không có quá nhiều điều kiện để tiếp xúc để có thể làm cho Jun tìm hiểu sâu về mình, thì mình nên giữ mối quan hệ đó. Đôi khi dẫn tới chuyện quen nhau, yêu nhau thì nó có chuyện gì nó sẽ mất luôn hẳn cái tình cảm quý trọng đó. Hiện tại là vậy. Lần đầu tiên livestream fanpage đó. Hello, holy. Hôm nay thì anh sẽ giới thiệu một người rất đặc biệt của mình. Giới thiệu một bạn rất đặc biệt của anh. Nó là người yêu hả ta? Người yêu hả? Vợ chồng. Giới thiệu vợ của anh, Chồng của anh. Vợ của anh. Kiến gắt. Đã thu chân lên rồi mà vẫn còn bị kiến. Dạ kiến. Ấy. Lố mà. Không, kiến thiệt. Tức là stream là không có sân sờ. Nên anh giới thiệu vợ của anh cho mọi người coi nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn. Đây, nhân vật đóng vai người yêu tôi ngày hôm nay. Thò mặt vô nè em ơi. Chào mình. Chào mọi người. Chào vợ. Chào, để em chơi cục mũ nữa. Hương Giang. Cái gì Hương Giang? Các cháu ơi. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng bà có quay gọi là một cái livestream nhỏ giới thiệu với các cháu. Đây là chồng của bà trong ngày hôm nay. Còn đây là vợ của ông trong ngày hôm nay. Thì tụi bà đang ở miền quê sông nước nè. Bên kia là cây cầu dừa này, đằng sau này là khu vườn có nuôi gà rồi chăn gà và trồng rau. Đằng kia nó có bếp lửa hồng này, một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Đây đằng sau này là căn nhà gỗ nhỏ xinh. Đó, hôm nay là hai đứa đúng ra là người yêu vợ chồng của nhau, là bây giờ đã về sống chung với nhau bây rồi. Bây giờ là tới qua giai đoạn tán tỉnh rồi, hẹn hò rồi. Về sống chung. Hai giai đoạn đấy thì mọi người có thể xem lại chương trình sau. Còn bây giờ là tới giai đoạn rồi, sống thử với nhau, một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Tại vì đây là người đang tham gia với Chuyên Vũ chương trình 24 giờ thử yêu. Thì bây giờ bắt buộc phải kêu như là vợ chồng, đúng vợ? Đúng rồi chồng ơi. Sông anh nước. Tài đang xem. Anh ơi đây chỉ là tất cả chỉ anh là... Tài nào? Có đâu, một anh phải đâu. Mới em thì chỉ là một anh Tài. Không phải biết. Anh Tài đó đâu. Chắc là fan em Trinh. Em ơi, phải anh Tài đấy. Không sao. Anh Tài đừng hiểu nhầm em. Đây, thôi mình tiếp câu hỏi tiếp theo. Các bạn nào mà có câu hỏi gì thì mình có thể comment nào. Tiếp, Will thích con gái tóc dài hay là tóc ngắn? Will thích con gái tóc dài. Hả? Tại sao? Tại vì tóc dài nhìn sẽ quyến rũ với lại nhẹ nhàng. Nhưng ví dụ như là đang yêu mà cái bạn nữ tóc dài đấy cắt tóc ngắn đi thì có yêu nữa không? Nếu mà thật sự đã yêu, đã quen rồi thì cái gì cũng thích hết á. Hay mới tìm hiểu mà tự dưng bạn cắt tóc ngắn. Còn thích không? Còn chứ, tại đã qua giai đoạn thích rồi thì sẽ cái gì cũng thích. Ok. Hay cả bây giờ bạn ấy hả, có không tắm cũng thấy thật sạch nữa, thật sự. Ok, có bạn bảo tướng phu thê kìa, hai bạn ơi, có. Khi nhìn một cô gái bạn thích, bạn sẽ nhìn vào đặc điểm nào của cô ấy đầu tiên? Đây là nói về ngoại hình. Nụ cười. Lỡ người ta không cười thì nhìn nó gì? Lỡ người ta không cười. Ta chọc cho người ta cười. Xem cười có đẹp không, răng có đẹp không. À đúng rồi. Cái không là... phải. Anh thích đấy là nhìn cái nụ cười có tươi không. Chứ gì, chứ răng anh đang thật, răng em đang giả mà. Will rất là thích chú trọng việc răng nha mọi người ơi. Nghĩa là vừa mới biết Will luôn. Là ngày đầu tiên là hỏi là Dương Vũ, răng em răng thật hay răng giả? Anh có địa chỉ làm răng sứ tốt lắm, em có muốn làm không? Em chưa làm răng sứ. À, răng em vẫn còn hơi vàng thôi, em nghe răng à. Cái răng hơi vàng so với răng Will.
chung chị đang ở miền Tây sông nước. Tiếp này, khi yêu bạn ghét nhất người yêu mình làm điều gì? Ghét nhất hả? Ừ. Đừng nói mấy cái như là gian dối hay là lừa dối gì. À, cái đấy thì không có đâu. Nhạt nhẽo. Nhạt. Sao tự dưng cái câu này mình thấy nhột vậy? Không, anh nghĩ em cũng không nhạt nhẽo đâu. Quy có thích con trai không? Nope, we got to contract, we got to contract. Ủa sao vậy? Yeah. Ủa tại vì thích con trai thôi. Nhiều mà. Đâu, bạn anh tặng gái không mà? Làm hành động đáng yêu đi kìa. Nhưng mà hành động đáng yêu với nhau hay là hành động đáng yêu kiểu thả tim hay này kia cho khán giả? Với nhau à? Hành động đáng yêu mà vợ chồng hay làm là? Anh có một cái tật là anh hay thích cạp má đây. Còn cái gì khác không? Cái gì mà nó vệ sinh hơn tí không? Vệ sinh à? Anh cắt tóc đi, anh tóc anh dài quá kìa. Ừ, em phải cắt tóc ấy, tóc dài quá. Kìa, hành động gì? Vệ sinh hơn mà không phải cắn hay là liếm hay... Áp má. À, 2, 3. Ừ. À, đây. Câu hỏi của Will chưa xong, câu hỏi xong của Will rồi. Chưa xong. Đây, tình bạn có thể thành tình yêu hay không? Câu hỏi chốt hạ này. Có. Với Jun thì là khó có thể nào xảy ra. Tại vì thực chất là lúc mà mình mới biết ai thì mình chưa xác định người đấy là bạn, cũng còn đang tìm hiểu thân rồi thành người yêu cũng được. Nhưng mà khi mà đã chơi với nhau rồi mà xác định là người này sẽ là coi như là anh em, bạn gì hay là bạn bè thân đi, thì khi mà có bạn bè mình mà tỏ tình với mình, cái cảm giác nó sẽ rất là kỳ. Nghĩa là cảm giác sợ mất bạn á, sợ quen rồi xong rồi mất bạn, xong rồi nghĩa là tự mình cảm thấy là nó sai sai theo sao, hay là với em thì sẽ không thể nào mà thành người yêu được. Nhưng mà có một trường, có vài trường hợp anh thấy là kiểu như là những người bạn thân á, một khi mà thật sự họ yêu nhau á, lúc đó dường như là họ đã trải qua rất nhiều đau khổ và họ chỉ biết, họ thấy là chỉ có người này là chi kỷ có thể chia sẻ được với mình ấy, tìm được người thích hợp để có thể ở với nhau, sống với nhau ấy, thì sẽ hơi khó. Nhưng mà thực sự nếu mà dành thời gian cho nhau nhiều quá, xui xui hơi kiểu hiếm cũng hơi nảy sinh tí. Tại nãy Will thấy có mấy người nói là Will với Chun có tướng phu thê, ý là cái mặt mập giống nhau đấy em. Chắc là cũng được, có phúc hậu phu thê. Có phúc có hậu về sau. Thế thôi nha, bye bye mọi người nha. Chào mọi người, mình tiếp tục cuộc sống nông thôn này. Ừ, vợ chồng tôi đi đây. Bye bye, hẹn gặp lại. Mọi người nhớ theo dõi chương trình nha. Ừ. Bóng ấy. Ekip thích bóng bóng mày không? Ekip rất thích bóng. Rồi, gà lăng quá nè. Lần đầu tiên anh nhắc ghế cho em à. Gà lăng quá nè. Gà lăng quá không quen. Xấu xa thôi được. Ý. Cái này là order sẵn rồi nè. Đúng là bên menu như... toàn thịt này. Có một chút tinh bột thôi nè. Dạ em cảm ơn. Cái này là gì vậy ạ? Dưa hấu nhỉ? À, nước nho nấu. Nước nho nấu. Rồi, cũng ly mắm em. Em cảm thấy là... cho một bữa tiệc. Hôm nay ở đây bóng nhiều hơn đồ ăn. Bóng. Đói chưa? Em đói chưa? Đói chứ, rất là đói. Thì sau ngày hôm nay là sau bao nhiêu cái... gọi là thử thách à? Thì bây giờ mình cuối cùng mình cũng được ngồi trong một cái nhà hàng, xong rồi lãng mạn, xong rồi ăn... tối như thế này, anh thấy sao? Anh rất thích khoảnh khắc này. Em cũng rất là thích cái gì mà em đang thấy trước mặt em. Ừ. Không phải anh đâu nhưng mà là cái này. Okay. Em từng giận người yêu vì tranh đoan với em. Ý là tức là tranh vui đây. Tranh cái bịch rong biển. Tranh vui ở đây không? Tranh vui xong giận luôn. Này xuất sắc đúng không? Bây giờ thì coi như là lâu lâu thì anh với em mới có một ngày như thế này, đúng không ạ? Thì bây giờ em nhắm mắt lại. Nhưng mà anh... Ủa đang ăn mà nhắm mắt lại sao ăn? Thì nhắm mắt lại đi, anh sẽ có một cái món quà nho nhỏ tặng em. Tại vì anh em mình với nhau thì chưa có lúc nào mà kiểu như là
có cái gì đó dễ thương với nhau. Anh còn chưa tặng món quà sinh nhật đàng hoàng cho em. Thì đấy, thôi vậy cứ nhắm mắt lại đi nha. Rồi. Nhắm mắt lại đi. Rồi, đừng mở mắt ra. Mà nhắm tới bao giờ? Khi nào anh kêu mở thì mở. Rồi, mở mắt ra đi. Trời ơi, như cầu hôn. Lãng mạn xíu chứ. Giật mình nhìn lại thấy anh đã xa, lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người, rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20, là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười em làm con tim anh trở nên hoang mang loang nhiên liên hồi. Vì sợ em sẽ từ chối nên anh mới viết ra tâm tư lòng này, là anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim giờ đâu một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn dừng lại mưa chân nghỉ ngơi, do em khó hay là người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều không biết em giờ này sẽ hiểu bao nhiêu về những ký ức bao câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Câu này không sai. Anh đã đi hẹn 1/3 cuộc đời mà sao trái tim giờ này một mình cháy vơi. Nhiều lần muốn dừng lại đôi chân nghỉ ngơi, do anh khó hay là người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Nhiều ký ức bao nhiêu câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Trời ơi, cảm động quá trời ơi. Mọi người ra đây mà xem đây. Người anh tặng món quà sinh nhật tôi. Đây, món quà sinh nhật tạm chấp nhận. Tại vì thật ra cái bài hát này nó phù hợp với tình huống này. Nó cùng hợp với lứa tuổi của anh. Thế là anh chọn bài hát này mà đây là em thấy hát. Cả ngày hôm nay anh hát bài này rồi. Thì đó, anh phải tập bài này chứ, anh phải chuẩn bị chứ. Thôi, tạm tha thứ vì bó hoa đẹp. Đấy. Nói chung á là đây là cái bó hoa mà anh dành riêng cho em trong ngày hôm nay. Thế là ngày mai của bó khác. Thật ra thì mình không, anh không nói trước được chuyện tương lai như thế nào, nhưng ở thời điểm hiện tại trong ngày hôm nay, anh muốn tặng em một món quà như thế này. Anh vẫn muốn là giữ cái mối quan hệ hợp tác anh em như thế này. Tại vì ai cũng biết là nghệ sĩ tụi mình sẽ rất là khó có một mối quan hệ. Đấy thì cảm ơn anh đã là, mặc dù không thuộc lời bài hát lắm, nhưng mà nhiệt tình này. Hát bài này cũng là một trong những bài em thích này. Anh biết lâu rồi em cũng không có được lãng mạn thế này. và tặng hoa này, hoa là một trong những cái món quà mà em rất là thích nha. Em biết là có điều tra trước rồi, nhưng mà bó hoa này rất là đẹp. Thôi cảm ơn anh, mình lâu lắm rồi không có được bất ngờ như thế này. Em nên dễ tính hơn sẽ được. đâu có em không hề khó tính đấy, nhưng mà nói chung là cảm ơn anh đã bỏ công ra rồi học lời bài hát mà em thích nè. Đây cũng là một trong những loài hoa mà em thích luôn, và màu hồng là màu em rất là thích. Có nghiên cứu trước nữa thì đương nhiên mình đi chơi ai mà phải nghiên cứu gì đấy chứ. Thì nói chung là cũng cảm động khi mà người anh của mình lại bỏ thời gian ra nghiên cứu xem là mình thích cái gì, sau đó thì dành hẳn 2 món quà, vừa hoa mà vừa hát tặng luôn, được ca sĩ Will hát tặng. Kiểu trao hoa đồng chí ấy, giống tức. Em nên dễ tính hơn sẽ được. đâu có em không hề khó tính đấy, nhưng mà nói chung là cảm ơn anh đã bỏ công ra rồi học lời bài hát mà em thích nè. Đây cũng là một trong những loài hoa mà em thích luôn, và màu hồng là màu em rất là thích. Có nghiên cứu trước nữa thì đương nhiên mình đi chơi ai mà phải nghiên cứu gì đấy chứ. Thì nói chung là cũng cảm động khi mà người anh của mình lại bỏ thời gian ra nghiên cứu xem là mình thích cái gì, sau đó thì dành hẳn 2 món quà,
vừa hoa mà vừa hát tặng luôn, được ca sĩ Will hát tặng. Kiểu trao hoa đồng chí ấy, tí. Giống tình đồng chí trao hoa.